người, cảm ơn mọi người đã quay trở lại với cửa hàng xe máy An Thành Phát. Ngày hôm nay thì em Trôm sẽ giới thiệu lại một dòng xe mà cách đây cũng khá lâu rồi em Trôm đã mang tới cho mọi người. Đó là em xe Super Dream, mẫu của đời 2012 nha. Người ta gọi là Super Dream huyền thoại. Tại vì trước đây, ngày xưa, chắc đây cách khoảng 10 năm hoặc hơn 10 năm thì em xe này có xuất hiện tại thị trường và được đông đảo rất chi là nhiều anh chị em, cô dì chú bác sắm những em xe này về chạy. Và hiện tại bên cửa hàng của em Trôm đã có lại rồi nhá. Và giá hiện tại của em xe này cực kỳ rẻ nha mọi người, chỉ có 15 triệu đồng thôi. Mua góp thì mọi người đưa trước cho em là từ 2 triệu đồng trở lên là mọi người có thể sở hữu được em xe này rồi. Xuất hóa đơn 15 triệu cho các bạn tự làm biển số nha. Em có ship miền Bắc như là Hà Nội này, Quảng Bình này, Thanh Hóa này, hoặc là mấy cái tỉnh ở ngoài miền Bắc, miền Tây đều ship hết nha. Mọi người ưng mẫu nào thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại Zalo của em Trôm là 0325 333 789 để được hỗ trợ chi phí sang xe đi lại và tư vấn về thủ tục trả góp cũng như là tìm hiểu thêm về những cái xe này nha. Rồi, anh camera quay cho khách hàng xem cái màu sơn đỏ này đi. Đây là màu đỏ đen nha mọi người. Màu em xe Super Dream màu đỏ. Đây logo Super Dream này. Đây. Đây là cái logo luôn nha. Ý là nó nổi á chứ không phải là tem dán thông thường nha. Rồi, biểu tượng này 35. Trôm cũng không tìm hiểu về xe kỹ nên là cũng không biết đây là biểu tượng gì này và nó có ý nghĩa gì. Nếu mà bạn nào mà biết thì cho Trôm hay với nha. Bên phần bên sườn này thì sẽ có những cái chi tiết kèm theo xe và dàn áo thì khá chi là chắc chắn nhá. Lốc máy này, chắc là nhiều bạn muốn xem cái lốc máy này này, lốc máy của xe nha. Đó. Những cái chi tiết khá là ấn tượng. Tem mới này. Đây. Và chế độ một người hai người nha. Đây. Các bạn đi một mình thì các bạn có thể chuyển chế độ một người. Nhưng mà khi mà các bạn đèo thêm một người khác thì các bạn sẽ chuyển sang chế độ hai người nhá. Thì cái độ bền của xe nó sẽ tăng hơn. Các bạn mà yêu thích em xe này với giá thành cực kỳ thấp, cực kỳ rẻ. Và nếu mà mọi người mua về đi dạo phố, đi cà phê hoặc là chạy lòng vòng quanh nhà thì cực kỳ ok. Và đặc biệt là động cơ của nó là 110 nha mọi người, không phải là 50cc nha. Chỉ với 15 triệu đồng có ngay tại cửa hàng xe máy An Thành Phát. Hãy liên hệ ngay qua số điện thoại cho Trôm là 0325 333 789. Xin chào và hẹn gặp lại.